kho lá khô cũng thế chấp được 700 tỷ đồng. Trong phiên họp về tái cơ cấu ngân hàng của Diễn đàn Kinh tế mùa thu sáng ngày 28 tháng 9, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, một hạng mục mà ngân hàng cần đặc biệt lưu ý khi tái cơ cấu là chất lượng hoạt động và chất lượng tài sản thuế chấp. Ông dẫn chứng, vừa qua có câu chuyện một doanh nghiệp đã tài tình đem kho cà phê của mình thế chấp được ở 7 ngân hàng tín dụng để vay 700 tỷ đồng, tương đương với 350.000 Mỹ Kim. Chỉ đến khi các nhà băng mở kho để thanh lý tài sản mới vỡ lẽ ra kho ấy không chứa cà phê mà chỉ toàn lá với cỏ khô. Như vậy, trong số 74.000 tỷ đồng nợ xấu công ty quản lý tài sản đã mua có bao nhiêu kho lá khô tương tự? Đây là yếu kém trong khâu giám sát. Tiến sĩ Doanh nói thêm, lĩnh vực bất động sản hiện giờ chưa có đề án tái cơ cấu mà chỉ có gói cứu trợ 30.000 tỷ. Mà gói cứu trợ này cũng triển khai rất chậm. Nếu không tái cơ cấu bất động sản thì sẽ có hiện tượng đầu tư, nâng giá, thậm chí lừa đảo. Như vậy thì giải quyết cái bong bóng bất động sản này thì lại nảy sinh một cái bong bóng khác. Không có tiền thật, chưa có quy chế bán lại nợ xấu, cục máu đông nợ xấu chắc chắn vẫn cản trở quá trình lưu thông của tín dụng trong nền kinh tế. Ngoài ra, các vấn đề phức tạp về sở hữu chéo, chất lượng tín dụng, nhà đầu tư góp vốn vào ngân hàng để huy động số vốn cao hơn nhiều lần từ ngân hàng đó, vi phạm các quy định pháp luật về tổ chức tín dụng vẫn chưa có lời giải thích.